Theo tờ Chosun, trưởng nhóm Big Bang G-Dragon đã đăng tải lời chia buồn và lời cầu nguyện tới gia đình các nạn nhân trong thảm kịch diễn ra tại Itaewon. Thế nhưng bài đăng này lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi nam nghệ sĩ chia sẻ kèm hình ảnh bông hoa cúc, vốn là thiết kế thương hiệu của anh. Nhiều người cho rằng G-Dragon lợi dụng sự kiện để quảng bá. Bài đăng của G-Dragon lại bất ngờ gây tranh cãi khi nam idol sử dụng hình ảnh hoa cúc, biểu tượng đậm tính cá nhân của G-Dragon trong bài đăng. Một số cư dân mạng cho rằng G-Dragon thiếu tế nhị khi đưa hình ảnh thương hiệu cá nhân vào một bài đăng đề cập đến sự kiện bi thảm. Mặt khác, cũng có nhiều netizen bênh vực G-Dragon cho rằng một số người quá suy diễn và áp góc nhìn tiêu cực vào chia sẻ vốn không có vấn đề gì của anh. G-Dragon là thành viên của nhóm nhạc đình đám K-pop Big Bang. Trưởng nhóm Big Bang không chỉ có sự nghiệp âm nhạc rực rỡ mà còn có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang, dẫn đầu xu hướng trong K-pop. Lindsay Lohan mới đây đã trở thành ngôi sao trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan, đánh dấu sự trở lại hoành tráng của cô với điện ảnh Hollywood. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí này, nữ chính của Mean Girls thừa nhận cô ghen tị với lớp ngôi sao trẻ hiện nay khi họ có mạng xã hội giúp đỡ và cô vẫn đang học cách làm quen với những điều mới mẻ này. Trong một cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, Lohan đã chia sẻ về cuộc sống của mình trước mắt công chúng khi lớn lên như một ngôi sao nhí. Khi cô trưởng thành, các tay săn ảnh chụp cô đi chơi ở hộp đêm và hàng loạt báo chí đóng khung cô là gái hư của Hollywood. Cô chia sẻ rằng khi ấy cô chẳng biết gì về mạng xã hội và không có tiếng nói riêng trong việc kiểm soát câu chuyện trên báo về chính mình. Lindsay Lohan cho biết cô đang học cách tiếp cận mạng xã hội và cách sử dụng đúng mực. Trong buổi trò chuyện với những người nổi tiếng trong tập Postcard mới, công nương Anh Meghan Markle cho biết cô cảm thấy kỳ thi để được nhập quốc tịch Vương quốc Anh là một thử thách với mình. Mới đây, Meghan Markle đã phát hành tập mới nhất của podcast Archetype, trong đó cô trò chuyện với ba người nổi tiếng, gồm vợ Thủ tướng Canada Sophie Trudeau, nữ diễn viên Pamela Adlon và nam diễn viên hài kiêm nhà văn Sam Jay. Tại đây, cô đã chia sẻ rằng kỳ thi quốc tịch Anh là quá khó đối với hai vợ chồng cô, dù cả hai đã học cật lực và nghiêm túc. Theo tạp chí People, Meghan đã muốn trở thành công dân Vương quốc Anh từ sau đám cưới với hoàng tử Harry. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, vợ chồng cô cùng con trai Archie lại chuyển đến Mỹ sinh sống, từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia và định cư ở Montecito, California. Cuối tập Postcard, Meghan tiết lộ từ thời thiếu nữ đến khi trưởng thành, cô đã luôn khao khát được làm vợ và làm mẹ. Đồng thời, cô cũng bày tỏ khát vọng được trở thành một nhà nữ quyền và xóa bỏ mọi khuôn mẫu áp đặt nữ giới. Sau 13 năm kể từ khi công chiếu phần 1, loạt phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại Avatar đã chính thức trở lại với phần 2. Trailer của phim mới đây đã khiến cho khán giả choáng ngợp với cuộc chiến giữa lòng đại dương ở Pandora. Ra mắt với đoạn trailer dài 2 phút rưỡi, đạo diễn James Cameron và ekip đã hé lộ những đại cảnh mãn nhãn ở hành tinh Pandora. Trailer bắt đầu với giai điệu quen thuộc của bản nhạc I See You, được nhà cố soạn nhạc lừng danh James Horner viết chung với cộng sự Cook Harrell, dành riêng cho Avatar từ tập đầu tiên cách đây 13 năm. Lấy bối cảnh sau hơn một thập kỷ, Avatar 2 tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully cùng những rắc rối theo sau những trận chiến sinh tử và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng. Ngoài sự trở lại của dàn diễn viên trong phần 1, đàn nữ châu Á Dương Tử Quỳnh và ngôi sao cờ bắp Vin Diesel là những cái tên mới gia nhập hành tinh Pandora ở tập này. Được biết, Avatar 2 có kinh phí sản xuất dự kiến là 250 triệu đô la Mỹ. Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Joey Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới.